Tôi sẽ quay thêm một video nữa để cho các bác cảm nhận về chất âm của đôi loa này. Đây là một đôi loa Pioneer, vỏ làm bằng đá, gồm loa 2 đường tiếng, một bát 22 và một chép. Gân của đôi loa này còn nguyên zin, nói chung loa còn nguyên zin hết. Đây nó bị cũ theo thời gian, cái này là cái lưới kim loại muốn đẹp sơn lại. Gồm một bát 22, gân là gân vải tẩm giấy dầu, màng là màng giấy. Rất ngọt ngào luôn, lời hát cực kỳ to và rõ. Dùng để nghe nhạc một mình hoặc là ghép để tăng thêm lời thêm chép cho bộ nghe nhạc nha các bác. Loa là bằng đá, thùng nặng tầm 25kg một chiếc. Đây là thông số kỹ thuật 30W đến 60W, trở kháng 6.3 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Hai đôi đều đẹp luôn, 4,8 triệu đồng một đôi. Mở nhạc to mời các bác nghe nhé. Về loa Pioneer thì nói luôn các bác, ghép loa âm đi nào cũng hay. Và em có lời đã ghi âm trong ria cũ một mối ăn sâu, và anh có áng văn xưa đây cho đến giờ màu mực nhạt mờ, và chúng ta đi vào trong mơ. Năm 2000 năm tôi trở về vùng đất thanh thang, tôi gặp người tình cũ. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Khách hàng có thể đến tận nơi hoặc là chuyển tiền đặt cọc là tôi gửi hàng đi. Xin nhắc lại giá 4,8 triệu đồng. Xin chào.